Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Tham nhũng lãng phí biến hình và những con số biết nói. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 năm, từ năm 2016 đến năm 2021, phát hiện có 3.845 cơ quan tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước lãng phí, sai chế độ, với số tiền là 883,2 tỷ đồng. Có 8.580 dự án thực hiện chậm tiến độ. Các dự án hoàn thành không sử dụng được hoặc có vi phạm pháp luật bị đình chỉ, hủy bỏ là 78.285 dự án. Những con số thống kê trên không hề nhỏ, qua đó mới thấy tham nhũng lãng phí gây hậu quả khủng khiếp như thế nào đối với sự phát triển của đất nước và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Điển hình mới đây nhất là vụ việc liên quan đến ký test xét nghiệm của công ty Việt Á. Mặc dù đang trong quá trình điều tra mở rộng, nhưng hàng chục lãnh đạo, cán bộ, doanh nhân, tướng tá đã vướng vào vòng lao lý với số tiền hoa hồng rất lớn. Rồi hàng loạt cán bộ cấp cao vào lò, hàng loạt lãnh đạo địa phương đứng trước vành móng ngựa. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 nêu rõ, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, xa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc. Đến nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, một lần nữa khẳng định, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn. Tham nhũng lãng phí tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Theo đánh giá chung, hành vi tham nhũng tiêu cực rất đa dạng, phức tạp và biến tướng ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Nếu như trước đây tham nhũng chỉ đơn giản là hành vi ăn cắp vặt, nhận phong bì, lợi ích vật chất nhỏ, tính chất riêng lẻ, đơn giản, manh mún, thì nay tham nhũng đã biến hình. Khoản tiền tham nhũng ngày càng lớn hơn, hành vi có tính cấu kết, nhiều vụ có tổ chức, có biểu hiện nhóm lợi ích nhóm, ngày càng chặt chẽ, khép kín, có sức mạnh lũng đoạn các quyết sách của tập thể, tổ chức. Chính vì vậy, việc rà soát bổ sung hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng lãng phí, tiêu cực, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, đóng vai trò rất quan trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng vẫn không ngừng, không nghỉ, thậm chí ngày càng quyết liệt hơn, ngày càng có hiệu quả cao hơn và thêm nhiều bài học quý, nhiều kinh nghiệm tốt hơn. Thời gian tới phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, không ngừng, không nghỉ và chỉ có tiến lên. Đây là vì sự nghiệp chung không thể không làm, cắt một vài cành sâu để cứu cả cây. Làm rất quyết liệt, nhưng nhân văn, nhân đạo, rất có lý, có tình, tâm phục, khẩu phục. Nhiệm vụ sắp tới còn nặng nề khó khăn, không được chủ quan và mong mỏi của nhân dân vẫn là phải tiếp tục cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng không được dừng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã nhấn mạnh thực trạng lãng phí trong các cơ quan nhà nước và trong xã hội còn rất nghiêm trọng. Tham nhũng lãng phí, biểu hiện ngày càng tinh vi phức tạp, vẫn chưa được khắc phục triệt để, có mặt còn diễn biến nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị là một quyết định đúng đắn kịp thời, qua đó tạo sự thống nhất từ trung ương đến địa phương và kỳ vọng sẽ khắc phục được tình trạng trên nóng dưới lạnh, thể hiện quyết tâm đấu tranh phòng chống giặc nội xâm, chống lợi ích nhóm, chống những biểu hiện suy thoái, tham nhũng ở địa phương. Dân tin, với quyết tâm đó, nạn tham nhũng lãng phí sẽ từng bước bị đẩy lùi, để không còn phải xót xa về những con số biết nói. Thu hồi tài sản của quan chức có thể không cần qua thủ tục kết tội. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Tư pháp, trong khuôn khổ hợp tác với Viện Konrad Adenauer Stiftung của Đức, cơ quan này vừa tổ chức hội thảo tham vấn về cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội ở Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính, Bộ Tư pháp khẳng định, thu hồi tài sản không thông qua thủ tục kết tội là cách tiếp cận mới trong thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án về kinh tế tham nhũng. Giải pháp này nảy sinh từ yêu cầu thực tiễn khi những biện pháp thu hồi tài sản theo hình thức truyền thống không giải quyết được các vấn đề bất cập của thực tiễn do gặp khó khăn trong xác minh thu thập chứng cứ và chứng minh mối liên hệ giữa tài sản và hành vi phạm tội.
thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội là quy trình đặc biệt của cơ quan nhà nước, không xét xử bị cáo hay hành vi phạm tội mà tập trung vào xử lý tài sản được cho là có nguồn gốc hoặc có liên quan đến tội phạm với mục đích thu hồi về cho ngân sách nhà nước hoặc trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của tài sản. Tuy nhiên, bà Hạnh cho rằng thực hiện cơ chế này cũng đặt ra hàng loạt vấn đề cần giải quyết như phạm vi và mục tiêu nhằm vào nhóm tội phạm nào, các trường hợp nào cần thiết sử dụng cơ chế này và phương thức tịch thu tài sản ra sao. Nếu thí điểm thì sẽ thí điểm vấn đề gì, công đoạn cách thức nào để đạt mục tiêu của chính sách, bảo đảm phù hợp, khả thi trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay. Cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội sẽ không hiệu quả nếu không tính đến các cơ chế hỗ trợ như tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan. Qua nghiên cứu, bà Nguyễn Thị Hạnh nhận thấy ưu điểm chính của các biện pháp tịch thu tài sản không qua kết tội là yêu cầu tiêu chuẩn về chứng cứ tại các phiên tòa dân sự thấp hơn so với các phiên tòa hình sự, qua đó tạo thuận lợi cho việc thu hồi tài sản. Biện pháp này giúp khắc phục được một trong những khó khăn lớn nhất là việc phải chứng minh tội phạm và nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản, được cho là do phạm tội mà có. Việc khởi kiện dân sự có thể được mở rộng tới các bên thứ ba, có thể là bất kỳ ai đã hỗ trợ cho bị đơn chính, các thành viên gia đình, cộng sự thân thiết, các bên trung gian, các định chế tài chính, luật sư kế toán. Đặc biệt, trong khởi kiện dân sự thì các quan chức, cựu quan chức và tài sản của họ không được hưởng quyền miễn trừ. Đây là những vấn đề hết sức mới ở Việt Nam, đòi hỏi phải nghiên cứu, thảo luận, tham khảo kinh nghiệm của các nước. Bà Hạnh nói. Ông Florian Varian Brand, trưởng đại diện Viện CAS tại Việt Nam cho biết, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng dành một chương quy định về thu hồi tài sản. Theo đó, tổ chức này khuyến nghị các nước thành viên theo pháp luật nước mình sẽ xem xét tiến hành các biện pháp cần thiết. Cho phép tịch thu tài sản mà chưa có bản án hình sự trong trường hợp không thể truy tố người vi phạm vì lý do người này đã chết, lẩn trốn, vắng mặt hoặc trong các trường hợp thích hợp khác. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận cơ chế thu hồi tài sản không qua truy tố hình sự có thể phức tạp vì cơ chế này có thể gây ra những quan ngại về quyền về tài sản. Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị đề nghị 7-8 năm tù. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 5, phiên xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án công ty VN Pharma nhập khẩu và tiêu thụ thuốc giả nhãn mác Health 2000 đã kết thúc phần xét hỏi. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế mức án từ 7-8 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Việt Hùng, cựu Cục Phó Cục Quản lý Dược Bộ Y tế bị đề nghị mức án 3-4 năm tù. Bị cáo Lê Đình Thanh, cựu cán bộ Hải quan TP.HCM bị đề nghị 2-3 năm tù, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo Phạm Hồng Châu, cựu trưởng phòng thuộc Cục Quản lý Dược bị đề nghị 7-8 năm tù. Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu phó phòng bị đề nghị 4-5 năm tù, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đối với nhóm bị cáo bị xét xử về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc VN Pharma và Võ Mạnh Cường, cựu giám đốc công ty hàng hải quốc tế MNC cùng 20 năm tù. 7 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 8-16 năm tù. Cùng với đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên cấm bị cáo Trương Quốc Cường và các bị cáo đảm nhận chức vụ liên quan đến lĩnh vực y dược 5 năm sau khi ra tù. Ngày 16 tháng 5, phiên tòa tiếp tục. Theo cáo trạng, ông Trương Quốc Cường, khi là Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, được ủy quyền điều hành Hội đồng xét duyệt thuốc, đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, thiếu giám sát kiểm tra, kiểm soát, đồng ý xét duyệt cấp số, đăng ký thuốc, trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp, dẫn đến hậu quả là 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam với trị giá hơn 148 tỷ đồng. Mặc dù nhận được nhiều thông tin về thuốc Health 2000 Canada là không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhưng ông Trương Quốc Cường không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy thuốc, dẫn đến hậu quả các cơ sở y tế trong nước tiếp tục sử dụng các loại thuốc giả nói trên.